Khánh cùng anh Kiệt, anh Cưỡng xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Xin chào. Bữa nay ba anh em thôi giờ trong thời gian mà anh đi hành trình cái cuộc đặt lòng mình nè, cho em xin phép thưa với cả nhà một chút xíu, tại vì nói chung là vậy nè cả nhà, ở trong này nè, thời điểm này vì mình thu hoạch lúa rồi đó, rồi chuột nó lên dừa nó phá quá trời của bà con á. Đúng rồi. Rồi giờ nói chung là mình có nhờ anh Cưỡng, anh có dạy cái này nè, đặng mình vô mình gài bắt nó lại coi như cho nó đỡ cái vụ mà cắn dừa của bà con mình nè. Đó, dừa lủng cắn vụn lên. Tại vì một con chuột gì như cả nhà, như một con chuột gì một đêm có thể là nó cắn cả 3 trái dừa luôn cả nhà. Rồi cả nhà nhân lên cái số lượng chuột á. Rồi giờ bà con mình giờ dịch bệnh người khó khăn đó, rồi không có đi mà gì được chứ, người gì thấy có dừa không mà giờ dừa bị chuột phá quá trời nè cả nhà. Chung giờ thì giờ mình đặt đi nó được như được, thì nói chung là mình không có hứa là được đặt là sẽ hết là không hết gì, mà thì chắc có thể là ít nhiều thì nó cũng đỡ hơn mình giảm, đó giảm cái số lượng dừa cả nhà ủng hộ cho anh Cưỡng này cả nhà. Đi anh em gửi ngày sao đâu. Ờ vậy hả, lộn bệnh à. Lộn bệnh là khó đặt. Cái nào trước hả? Có cái đặt không nó quan trọng nè. Trà quá chứ trà không có chỗ để đổ lên. Thôi đi xem kia rồi má. Cảm ơn. Cái nào? Kêu nó cho mẹ nó có. Nó cho lại nó hả? Dạ hả? Nó phải nó ở chỗ. À thì ra mình phải có cái bẹ chịu gì mới được ha. Ờ có bẹ mới được. Nếu mình có gớt thì nó cũng tụt xuống tới dưới kia là nó cũng dính lại hả? Cái phải trồng cái nách của cái bè dừa á. À giờ là kiếm cây này đùng dài, kiếm cây này cao, nó không có bè dài khó lắm. Ừ. Thì ra là cũng phải có cái kinh nghiệm về cái vấn đề mà cái cây dừa, cái bè dừa nữa ha. Cây ngay phía sau mình sợ gớt dưới đất. Dưới đất mà rồi lỡ như con chó chạy ngang thấy nó xé bằng cái lòng của mình. Đúng rồi. Cái này giấu dừa non mà mới nó mới khe cắt gớt này ha. Đây nè. Đầy hết trơn nè. Lần gốc mà cái nè. Nó ăn hết luôn, nếu cũng là cái thu hoạch chính của nhà nông dân mình đó mà phải chi mà nó không cắn dừa không có gài nữa đâu cả nhà. Cái này nếu mà cả nhà có gài nhiều lồng khoảng 40-50 cái lồng á thì cả nhà nhớ là phải đem cái cục phấn theo ha. Gài cái cây nào á vô vườn, có khi mà hàng ngàn cây dừa rồi đó, cả nhà phải có cục phấn vẽ lên cây dừa đó, một cái gạch gì đó. Làm dấu là mình có gài ở cái lồng đó là không bị sót lồng. Thì cái là gài là sót lồng nha. Mình đánh dấu nha. Ờ đánh dấu cây dừa. Cục phấn hay đi xó thì xó thì nó tự tiết nặng quá. Mình chế ra này mình đâu cần leo đâu. Leo gì giờ ai leo nữa. Đơn giản vậy thôi là thấy là xong cái rồi. Này, cái kiểu này là cũng ra cái kiểu mà cây dừa này cũng có 13-14 năm rồi. Rất là nhẹ nên như chút nhưng mà nó hơi bự thêm chút thôi. Em cũng có cái đó nhưng mà à, lu nó cũng đi theo tham gia đó nè. Lu là giỏi lắm mà, lu này giỏi cả nhà, lu này nói chung là cái chuyện gì nó cũng làm được cả nhà. Ừ. Ở trên bờ mà nó đánh hơi cá được luôn cả nhà. Có không? Đi chơi đi nè. Cá luôn. Chơi ok quá thì cá luôn. Vậy là xong thêm cái nữa cả nhà. Tiện hay có cây dài tiện mà thấy cây này nhỏ chút xíu mà im rồi cái. Đi gài mà nếu mà đi gài số lòng nhiều. Lên tới cho nó nha. Gài này là xỉu à. Xỉu không? Tại cái cây này mình gài tạm bỡ. Mình gài tạm bỡ đỡ thôi. Chứ anh có cây này nhà im lắm mà. Giờ anh em còn có mấy cái nữa là xong rồi cả nhà. Nhớ ngày xưa cả nhà, khi mà lúa như thế này nè, cái thọc chứng kiến á, cái xong rồi cái sào mà với mỡ bò, cái sáng sớm cái luộc hột vịt đồ ra, cái đi theo những cái cánh đồng lúa như thế này nè, lúa cái này là có cá bự rồi, nhưng mà bây giờ thời bây giờ ta trồng lúa ta không có để nước giống như ngày xưa nữa, rồi vậy hết cá rồi cả nhà. Vừa cái lưu ý là người ta sẽ thả ra cái đường kinh ở ngoài đó, à, giống như cái đường nước này nè, nó khi mà người ta xả ra là nó nước nó sẽ ra đường này. Đó. Lâu lâu là ẩm về con. Để anh nằm con nha. Về nha. Không dám đi qua bước qua đây nữa. Trời ơi thiệt tệ. Lúc ơi là lúc. Rồi đi con. Rồi.
quá chỉ cái ổ này rồi. Đây cả nhà, ba bốn ổ nằm trên đó, lại tối quá không thấy, bị cha nắng quá trời khô ổ này. Giờ cái ổ này thì phải công chuyện à, chết chết. Đây, ổ đó lên coi làm sao này, dễ gài ha. Rồi xong ổn định. Thiếu còn nhóc luôn mà, thiếu lòng đặt rồi, thiếu lòng luôn. À, còn có cái lòng cuối cùng mà cả nhà ơi. Giấu gì chưa? À, còn có cái cuối cùng mà cả nhà. Nó ăn lá tưa hết trơn. Thôi, rụng mới sao đó. Rồi, ổn định. Thôi để dướng vô đó, không dướng. Ok, cái đó đẹp rồi đó. Rồi giờ mấy anh em mình về thôi. Rồi mai sáng sớm mai có gì anh chạy vô ha. Rồi sáng sớm chạy vô anh cũng. Ừ. Giờ mấy anh em mình đi về. Còn chiến lợi phẩm. Ừ. Mưa lũ chạy rồi cả nhà. Không có gì rồi. Cả nhà ấy giờ Khánh cùng anh Cưỡng đi thăm mấy cái bể chuột hồi tối gài á, nhưng mà tối mưa sáng đêm luôn, không biết sao đây nữa, lũ đi theo nữa kìa. Lũ mày góp phần trang nắng phải không, đi chơi không, đi chơi lũ đi không, đi ha, lũ mày góp phần trang nắng. Hả? Mưa quá, cái nào? Cái bên đó đó. À. Thấy rồi. Cái này hôm qua nói bẹ nhiều quá không làm được nè. Nó cả nhà con cái mà nó không dính nè. Tại vì hồi tối mưa rất là lớn luôn, cả nhà thấy cái dừa nữa không? Mưa sáng đêm luôn. Quá trời mưa luôn mà. Ướt nhem ướt nhẹp, trời nước ở dưới mương đục luôn kìa. Trên ruộng xuống á, đục luôn. Cái đó dính hay vậy? Dính. À, dính được cái đó. Con nó bự, chắc bự trời. Trời bá luôn. Trời ơi, quá trời ăn chuột. Ngay cái ổ luôn, dính rồi thôi. Quá sức tưởng tượng, chuột bự. Chuột nó ngon ghê ha. Chuột nó ngon ghê luôn á. Ừ, sáng mai cuốn. Tại giờ có cái nào thì dính cái đó, gỡ cái đó trước để thôi nó gớt chút gì á. Sáng ngày mai Khánh cùng anh Kiệt cuốn cả nhà ơi. Tại vì anh Cử ngày mai ảnh có công chuyện á. Bữa nay sáng sớm anh chạy vô rồi hai anh em đi dở. Anh Kiệt ảnh đi ra chơi ra chợ rồi. Cái gì cũng khó khăn lắm. Cái này nó sập xuống mà không dính ha. Mưa. Mưa rồi xong rồi nó tự bật luôn. Giờ đặt lại để ngày mai thăm tiếp. Cái này nó bật máu dính chung ra rồi nè, nó cắn ruột á. Ừ, quá trời lỗ bự. Nó yêu cầu nó chung được cái đầu ra là nó ra đó. Hàng gì coi đem về sửa luôn chứ. Đem về sửa uổng ha. Chắc tối anh chị đi thăm chắc cái này dính nè. Nó dính bông ca hay dính được hai cái rồi mà, chắc cái này dưới đâu mà thằng này ra rồi phim. Ừ. Phu không dính lại không. Nó thấy nó sợ không chết rồi. Quá trời mập rồi. Đã ghê chứ, con nào nói mập rồi rồi. Nó ăn lúa, ăn dừa mỗi ngày, ngày mấy trái đi đâu không mập. Ruột dừa thì nó phải ngon hơn rồi, nó mập. Nó nhờ nó ăn mà cái dừa chắc béo nhiều. Rồi bữa nay được có hai con à, bữa nay có hai con rồi cả nhà. Thôi giờ sáng ngày hôm sau rồi cái dở tiếp luôn anh ơi.
chứ giờ có hai con cũng không đủ làm món không ăn đâu. Làm clip đâu, không đủ ăn đâu. Thôi giờ mình về thôi. Mưa quá thua rồi cả nhà ơi. Mưa tới nỗi mà nước đen kịnh, ổ đục ngầu luôn nè. Cái nhà lấy nước đục trắng quá trời. Đu về con. Nó đi về đường kia. Hôm nay là Khánh cộng kiệt á, là nhờ anh máy múc này cả nhà. Thì anh đắp một cái bên chỗ đó là đất của anh Kiệt luôn. Đó là để mà làm chán bằng 51, cắt một cái chồi để mà mình ăn cơm cho nó mát mẻ cả nhà. Đó, với lại quay cho nó đẹp, nó quay cái hướng quay ruộng. Đó thì sẵn là vét cái mương này nuôi cá luôn nè. Bởm là vét đắp nền nhà rồi, nhưng mà nó cái rồi trước là ta xúc là còn đất rất là nhiều. Bữa nay là múc thêm một cái nữa là để lắp cái đó là cũng là cái nền nhà luôn. Nhưng mà để làm cái chòi để anh em ra ngoài ăn cơm cho nó thoáng á, rồi quay cho nó đẹp á cả nhà. Anh gỡ, anh gỡ. Hôm qua là anh gài chuột cúm nhum ở đâu vậy? Anh gài chỗ mấy cái đám mì ở ngoài gần khu đất trống ở ngoài ngã tư Kẻ. Đúng rồi, hôm qua đi kiếm tụi em mà câu cá kìa không có rồi, cái đi gài chuột luôn hả? Đi giờ dọc đường về tấp vô gài đại luôn, mà tại nghe người ta nói đó. Chỗ điểm đó có, vô gài chỗ mấy bụi phê mì đó nó bị đào, phê mì nó ăn hư của người ta đó, nó chảy rồi ta bắt người ta mừng quá trời mừng. Bữa nay làm về sớm ha? Nay làm về sớm rồi, tấp vô đây coi như ăn nhậu cá nữa. Thì bữa nay là món chuột thì cao găm này là mình nhâm như về lý vũ đế luôn đó. Ổn định à. Lâu lâu mấy anh em này kia nọ nhậu một bữa ha. Hôm nay giúp bữa đây. Cảm ơn hai con chuột của anh rất nhiều nha. Lâu lắm rồi em không có ăn chuột cúm nhum á. Chuyến sau chắc có, nếu bên gà em làm đồ đồng 7 món, 5 món gì đó cho anh em làm clip. Dạ. Mấy nào cũng có à. Tại để bữa nào anh làm xong công cái nhà đó đi rồi xong quay qua là đi bắt mấy bữa kẹt cái đầu gọng lại. Lại cái đầu mình giúp bữa. Rồi. Chuyện này có chụp cúm nhum nữa rồi. Có nữa đó. Đây cái nhà đây là rau găm. Rau găm này là của anh Trạng. Thằng Trạng của đó ảnh mới đem lại để mà kìa rau găm á cả nhà. Thằng Trạng vlog chào cả nhà nha. Đây anh kìa chuột. Cảm ơn anh Trạng nha. Chỉ ở đây là đi ra tới chợ rồi thấy anh điện thoại chạy chơi thôi, nhờ anh cắt luôn chứ thôi em chạy chợ em mua rồi. Nhà trồng nhiều lắm mà rau găm này. Thấy thẳng chiến thôi anh cắt mớ vô đây để dành khịu găm. Chuột mà khịu găm là đúng sách luôn anh nhạc. Không đem vô đây ăn cũng cắt cho bò ăn không á. Bò rau găm hả? Vậy là rau găm này anh trồng chung với cỏ hay sao mà nó lên cỏ tùm lum đó, chung với cỏ đó. Nhìn là biết lấy lửa hái cắt rồi nè. Cắt gột gột. Em cái này hồi cái gốc này nè. Để trồng lại được. Mình trồng lại được á. Sống cho dễ sống lắm. Mình trồng chỗ mà ta mới múc á. Mình trồng lên là nó lên chân là cắt cơ khoảng nhiêu đây nè. Đó mình trồng cho nó nằm là nó lên tưởng chân. Cái này mà hết nhiêu đây là vừa đủ luôn. Tại anh chị nói cái này nhiều mới ngon. Rồi găm. Phòng chặn anh trồng chung với cỏ anh có gãy thuốc mà tốt với anh chặn. Không. Tại vì mưa hoài đâu cần gãy phân đâu, nó còn vẫn tốt. Tốt hết sức tốt. Sợ nắng thì nó không tốt thôi, chứ mưa không tốt. Cả nhà ơi, đây là chuột hôm qua Khánh cùng anh Cưỡng với lại anh Kiệt đi đặt, nhưng mà được có 3 con chuột dừa. Thì hồi sớm là anh Cưỡng anh có đem lại thêm 2 con chuột cúm nhum nữa. Cái đù quá chứ bự luôn. Cái này là khì rau găm cả nhà. Chào nhà của chú nghe, hôm nay là mình làm cái món chuột khì rau găm cả nhà. Hồi nãy anh ốp cái gì vậy? Hôm nay anh ốp mới có đường, chút xíu đường với tỏi với bột ngọt với nước mắm. Tại nãy em mắc trọng đi mấy cái rau găm, mấy cái cọng á. Rồi mình thì cho nó chín đi, rồi mình mới bỏ gia vị vô thêm. Mình bỏ nhiều quá sợ nó khét á. Giờ mình thịt kìa ha. Nhìn thấy ngon quá ha cả nhà. Tại vì nãy Khánh đi trồng mấy cái rau găm á, rồi không có quay cảnh nó ốp cho cả nhà xem. Rất là ngon luôn. Tôi cũng như mới đùi, khó thằng đùi trời. Giờ mình cháy tỏi chứ anh kìa. Rồi, mở vàng bỏ vô. Có anh Cưỡng là mình có chuột ở ngoài luôn anh Kiệt.
không giỏi vụ chuột chứ. Lâu lắm rồi mới ăn được ăn chuột chuột ăn ha. Chứ trời gì nữa, lâu lắm mà em cũng đâu ăn chuột cũng nhân đâu. Chuột thì nhóc luôn chứ mà không có, mà điều chuột chợ bán là không dám mua. Chợ người ta hút á, rồi mình ta đặt á, mình ăn thôi. Thì chuột nó không chết liền đâu, hút có khi cả tuần nó mới chết. Nó thuốc ưu dẫn á, giờ nó lâu lắm. Khi mình ăn nhầm á, chợ nó bệnh như mình thôi chứ không gì. Chuột thì gạo găm với nước dừa đúng bài luôn anh được. Ổn định quá. Cũng gầy, cũng gầy mà chưa có làm món này. Thấy anh Thiệt làm hay quá, cái gì cũng biết làm. Dạ biết, biết bao lâu rồi trời mới ăn lại chuột cuốn nhum. Quá cả nhà ơi, quá chuột thơm luôn. Chắc đó giờ anh có cái cuốn nhum này anh có xé phai luộc rồi xé phai lần nào chưa? Có. Xé phai rồi với lại là gỏi gừng với xoài á. Cũng ngon lắm á. Ngon. Người ta làm em biết làm nhưng mà người ta làm ăn thấy im quá à. Chuột luộc ăn cái mùi vị nó như con gà vậy đó. Nó thơm hơn thịt gà nữa. Em ăn rồi em thấy quá chí ok luôn á, mà cái món này không biết làm. Mày cái nhà người ta thấy chắc nhất tao mới ăn cái bạn nó nói cái. Ăn lạng kiếm ăn ra chứ giỡn. Nó ngon như thịt gà sao nó vậy mà nó thơm, nó thơm thịt gà. Mà coi như là đó gì chế biến chứ nhờ bà vợ chế biến không chứ em có biết không? Bởi thấy anh giỏi cái vụ này đem vô trên làm là khỏi chê. Giờ chuột già cái nhà giờ mình bỏ nó vừa luôn. Chuột kia thì mình chiên cho nó hơi vàng vàng chứ nữa nha. Vậy nó mới ngon. Được rồi. Nhân đây như chuột mà hầm thuốc bắc vậy. Có món đó nữa hả? Có chứ. Nay em thấy lên màu vậy mới đẹp. Đẹp không? Đẹp. Đây cái nước dừa bạn. Cả này cái nhà dày dày chuột mình nó đã sắc luôn hết nha. Quá trời ngon cái dạ. Nó kẹo rồi đó cả nhà. Giờ đây thì cả nhà đâu rồi, đưa ra găm em cả nhà. Cả nhà có tên có tuổi không biết ai, năm người cảm ơn nha, cảm ơn anh năm nữa. Thì mình bỏ con găm vô cả nhà mình xào từ từ rồi. Quên đó, thơm quá. Đây cả nhà, đây là món chuột thìa cao găm đã hoàn thành rồi. Luôn. Mời cô chú chị và bạn dùng với lại anh Kiệt cũng như là anh Long và anh Cưỡng nha. Bữa nay có hai anh lại chơi thì cảm ơn anh Cưỡng rất là nhiều nha. Cho em được cái cán chuột để làm một cái món ăn rất là ngon luôn. Có gì đâu. Rồi mời cả nhà dùng nha. Anh chơi đến nhà em thôi. Rồi. Anh cũng cảm ơn Long nha. Rồi. Dạ, em anh mới có ăn. mà điều em nó liệu hồn em á, em coi chừng cao hả? Không, anh thấy có người me em vụ bé con thằng nè. Rồi hai anh nãy đi đặt cũng cầu xin cho ngày mai nó có cái gì ha. Phải có. Mình cho... mình làm cái đó mình không nói trước được, nói trước là nó thua đó không? Nó chạy. Không mình lên. Mưa bão. Cảm ơn anh cố gắng nha. Bây giờ chào mời cả nhà và cô chú ơi cùng dùng món chuột thìa cao găm đây cả nhà. Rồi mời anh Tưởng với Long với Khánh nha. Rồi. Rồi mời mấy anh. Rồi anh nói anh uống chứ. Quế nữa. Trời ơi. Nói tới quế là anh Cà Lâm ngộ vậy đó. Bối gối à? Bối gối. Bình tĩnh mà gung. Bữa nay nói chung là gì cả nhà, lâu quá cũng không có, anh em cũng không có nhậu thôi. Bữa nay có cái món chuột thìa cao găm á. Bữa nay em nhầm sẵn gì có gì? Anh Cưỡng đồ vô với Long rồi nè. Lặn lội đường xa chèo thuyền chống gậy vô tới đây hả? Lặn lội đường xa chèo qua mấy cái cầu vượt qua mấy bờ đê ha. Ừ. Vô tới đây thôi, giờ anh em bữa nay lai gan chút nghe cả nhà. Rồi giờ mời cả nhà cô chú nha. Anh em từ Gò Quan vô đây mà không nhậu thì cũng mắc cái tật. Hai anh em mình nha. Dạ dạ. Cũng chứ anh. Người chế biến cực kỳ giỏi. Quên. Trời ơi, chúc anh quên. Để em cũng quên, em góp ít quá hay cũng dạ. Quên là tại lo nói còn quên. Anh đi chơi luôn anh. Vô anh. Dạ. Rồi giờ nãy như mình đã cũng có tham qua một ý kiến của khán giả này, thứ nhất là của cả nhà và cô chú. Sau đó là giờ thấy ý kiến của người thuốc bắc của mày. Và hôm nay là cũng một cái buổi tiệc nhỏ nhỏ thì con cũng xin mời các cái trong hồn các cục đá cục đai chỗ ăn chỗ ở rồi ai có mặt ở đây thì bữa nay lại chung vui với gia đình
nhậu món chuột thì rau băm, mà điều cái này mới quan trọng. Mấy chú mấy bác mấy anh mấy chị gì đó muốn ăn gì thì gấp nấy, chứ giờ mình không biết ăn gì đâu mình gấp nó thì tự nhiên nó như người ở trong nhà đi anh em mình nha. Dạ dạ. Lụa đã ngon 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 ngon. Xong cửa nhậu này cái đùi thằng nào cũng xinh hết á. Xỉnh lên rồi vỗ lộn mới đùi anh kia. Cảm ơn anh. Cái này nó uống được cái vỗ để không làm ở dưới gió nghe ui chịu không nổi. Anh ăn cái đầu nó cái đầu nghe con này nó gắn dừa dữ lắm, gắn dừa anh dữ lắm, anh ghét lắm. Nhai đầu rồi nè, nó nhai đầu rồi nè, giòn rụm phải không? Không để em gấp cho anh Long nè. Để đây đem gấp tắt nè. Xa quá nhiều khi ngại. Ma trong cái đuôi hay cái đùi đây cái chết mồ rất ớt á. Đó, tôi cầm giùm ngon. Ừ. Nó quéo 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 thì không được. Ủa gắn hả? Nó không thấy nội ngoại luôn. Bây giờ nếu mà bỏ vô. Nếu mà rượu mà nó gắt quá đó thì mình uống mẹ ngượng đi đi. Vậy nó ngon. Bỏ lâu chuyện. Thì rượu lạc thì uống hai ngượng ly, còn cái rượu gắt thì mình chơi mình mau hết ly. Nó nghĩ gắt à. Chứ đúng ra này là uống rượu mà đây đúng ra uống ngượng ly mới đúng. Vì mình lớn rồi. Thấy không? Mình vô mua thuốc vậy, nít này nửa viên, người lớn nguyên viên, còn này người lớn uống có nửa viên ai coi ra gì, thấy không? Đại gì gắt ngượng ly uống ngượng ly. Ủa ở đâu ở đây rồi mấy gì làm đâu lớn lại làm nhỏ vậy chứ mà anh nói đúng không? Thôi anh làm lớn anh làm gáo đi. Thôi giờ dòng này uống nữa đi nè, dòng này uống luôn. Dặn rồi. Nói được làm được. Khó độ dặn rồi. Ừ. Rồi ha, vậy là người lớn chơi nguyên viên nha, thằng nào nít thì nửa viên nha. Rồi. Thằng nào nhỏ thì uống nửa viên nha. Chán rồi chứ. Lỡ nói bác uống chắc cắm đầu luôn. Uống rồi. Rồi rồi, kiểu nó ngang rồi, hiểu. Cái luôn đi. Ôi kìa. Trời ơi. Mày có ý chế đúng không hả? Cái này thôi uống hai người cá hàng cứ cái hồi cái trùng huyết khó nuôi lắm. Cái con chuột ấy là mất tiêu rồi. Chuột nhỏ hả? Ừ. Anh ăn được nữa. Cái này trừ khi ngày mai mình có dính nữa mình mới được ăn thôi, chứ kiểu này biết nào được ăn đúng không? Để cho em sử dụng trong nhận cây rượu này cũng nhạy đó, mình đâu cần cầm đâu. Không gài ngoài là cần clip chuột, 3-4 clip chuột rồi làm nữa đâu được. Rồi ngon mà rượu cay cái này uống thứ gì mà không ngại không? Đó là anh nói gừng đúng không? Đó là cơ băm đâu còn nhiêu đâu. Ở đó là hồi mình ăn là cơ băm hết trơn nè. Cái phao mình nóng lạnh luôn mà thật sự là cái quăm ngon nhiều quá em muốn thấy hảo quăm nó béo quá công nhận ngon. Thường mấy ông bà thì thề đó bóp nó ra thì cả xong cái mấy dục lên trên nắp vậy rồi thôi nói vậy đó gọn người lên ngồi vậy gọn khô à gọn khô à này chế cái đồ này cũng tới tay quá ha. Tự chảy hay Long để ly vô nó nào nó định vị được đi cái nó chảy ơi nó đông kiểu kiểu luôn vậy đó. Này cái này hiểu gì Long? Chỉ có miền Tây quê tôi mới được vậy thôi chứ không có miền nào mà có được cái kiểu này hết. Hồi xưa là anh có cái hiệu mà qua tay vô tích á. Nhúng vít nó mới ra. Đang tiến bộ. Để lên nhúng vít ra. Qua tay vô tích nhúng vít mới ra. Ừ. Mày ghê à. Để bộ. Nhúng vít nó mới ra đó, ổn định. Rồi để im gu lên nó nằm hoài đúng không? Nhúng vít mới ra. Mày hiểu sao mày hiểu? Hả mà thiệt. Ừ thiệt em nói nó láo đâu. Trời ơi, nó hiểu nó cái khó nghe. Qua tay du kích rồi. Qua tay du kích. Du kích thằng nhúng vít nó mới ra. Trời trời. Gì đây. Biết lâu mới nhậu được bữa nhậu. Mày nhậu được xỉn. Uống rượu mày không có ghê sao. Rượu vào lời ra không có cho nâu nói một tiếng hết không. Nửa tháng gì mới được nhậu bữa nay đó. Có mồi ngon nữa không lo nhậu. Nó nói hoài rồi chừng nào được nhậu. Cho anh nói bữa lâu thì mới tao nghĩ. Chừng nào được ăn. Làm khó cho anh dữ lắm. Thì cứ nghĩ cò quá thấy phàn nàn quá. Biết năm tháng nào được chuột ăn nữa mà nhỏ. Thôi gieo luôn. Anh tính uống Thánh mà nói thôi anh uống mày đi. Trời, mày gấp quá trời gấp rồi tao uống với mày. Trời trời lâu lâu ảnh em từ chuột mày công an gì đây cho nhậu được bữa cha không nổi đó. Kiếm không có nha, đừng giỡn. Mệt quá để bữa nào đi kêu người gánh là cho nhậu ngoài trong nội. Tối quá. Sao rượu này mạnh thiệt. Ngon. Ví dụ gì chứ này, chắc chịu mà chịu xưng đi kiếm thì cũng không có nhiều chút đỉnh nhậu rượu. Mình
không mà Long nó gọi nghe anh Long vậy. Okay. Ví dụ cái mồi cá cha đó là bữa nào anh em mình đi quánh cá cha một bữa nhau. Anh kể cho Khánh cái vụ mà rượu nè. Chứ nào mồi đó anh điện anh vô á. Được. Vụ rượu này nè. Đâu anh thiệt. Để em gói anh này anh. Hồi mình ở đồng quê mà. Để. Cái dòng mà lúa là mà tháng khô mình đó. Nó khô là nó khô đồng lúa tháng khô mà. Lúa tháng khô là mình chưa gặt đó. Cũng như thằng tới cắt mà chưa cắt đó. À, nó uống rượu nè. Rượu. Mà nó uống rượu mà nó ra giữa đồng uống mà nó uống cặp bà canh năm đó đó mà trời nắng gắt á. Nó uống mà rượu gắt nghe nó uống gì nè mà nó lỡ mà nó phun vô lúa không mà vậy mà phật cháy. Thấy không? Trời rượu mạnh nó còn độ độ cao quá. Trời ơi trời. Con hồn nó biết tặng hứa. Đã rồi cái ông bắt nó thường cái nó nói con đâu đốt rượu không con bắt thường hỏi gì sao trái nó lại rượu bà ông uống thường ông lại uống thường bà cấp rượu đi. Ừ. Ba bán rượu mạnh quá con uống một miếng vô nắng nóng á phật cháy luôn. Còn không không thiệt mà tôi đã đây quê luôn tôi ba bác cái nhìn bà bán rượu nó tôi bán cho nó đâu nói là nó ra rượu nhậu đâu phải nói nó ra rượu nhậu tôi đâu quá. Anh em hỏi thiệt anh nha, quê anh đâu? Ở Cà Mau phải không? Tôi ra gần đó đó nghe hả, là bắt quê bà tôi cũng dưới đó bắt bà Phi á. Anh ở đâu? Anh ở Cần. Hồi nhỏ anh mẹ anh chạy giặt đó xanh anh ở Bạc Liêu. Mà xuống Cà Mau gần. Ờ thấy thôi, không thiệt mà. Ừ. Rồi sao? Chơi với anh thiệt vô tính á. Sao là cái bà đó bà bán rượu là bà hỏi rồi bà hỏi là mày nhậu đâu? Nếu mày nhậu nhà tao mới bán nhậu mày cũng tao nghĩ. Bấm chút nó chết tao rồi. Quả thiêu rồi. Đi mấy quá hả? Có anh mấy quá. Dạ mấy uống anh. Đến kịp uống chưa? Chắc chưa hay vụ em mà mày đưa anh uống trước là mày phải cho anh nói nghe chứ mẹ cho tao nói là tao mày có không chết luôn ai nói lẹ đi đặng cho tao bán nhiêu uống rượu ngồi gầm đầu xuống đất rồi nói chung là anh nói em về ông ấy là nói nhiều đâu mà lại nói á không lẽ giờ anh em lại nhà mình ngồi mình uống hoài á thì sợ anh em về nói không biết nói chuyện gì rủ vô chơi mà vĩnh ổng ngồi uống rượu mặt cũng chầm chầm để mà 12 chén chè có chỗ quỳ lại không thiệt mình mới nói chuyện cho nó vui thôi vậy anh lẹ đi mà lấy chuột lâu lâu mới có ăn lần chứ phải có hoài. Anh đang gậu chuột cái ớt mà mày nói cười gác cười thôi chứ thế nào cũng có người thì lẽ có cái ớt thì báo công an xã bắt hay sao không, đó, cái người này không có báo đâu thấy không xong qua bắn bỏ luôn cái ớt người ta mua rồi người ta đặt rồi người ta làm mà nó lại bẻ của người ta là ta nóng như, cũng như em mua cái gì đó mà bẻ em nóng không quên anh uống ngay luôn. Quan trọng là cái ớt có không có giá trị. Cái đầu của người ta là mình không có nên làm vậy. Tới hai quay. Ừ, đúng rồi, nhưng mà điều cái cũng không đến nỗi nào. Đây là mũi anh đây. Dạ, đúng rồi anh. Để anh mà coi. Anh em mình ta chưa uống. Có gì để anh với Khánh lựa lại nói với. Thấy cũng căng lắm. Nó già tay anh em nó không biết. Thôi nó lỡ bẻ ngay dây có già trái à. Chị cũng thông cảm. Chị đừng có nói gì nó nghe. Ủ vũ vũ nó quá cái nó nhổ luôn. Bây giờ rạ rồi hả? Nói tính tính ổng dữ lắm. Nó quá to to anh leo vào vô nó nhổ luôn. Không, thằng này dữ. Nó lông à. Dữ hả? Dữ hồng hậu dữ mắt cái sao? Tứ đại. Không mà đó giờ nó thẳng là đó giờ nó đổ mồ hôi mất tiêu rồi. Nó thật lòng. Nó thật lòng tự nhiên đổ mồ hôi. Sợ tới sức mồ hột luôn hả? Đó giờ em thấy có lông nào mà nước rồi mặt đỏ rồi. Em thấy có ai mà lông thẳng không? Đợi bắt ông cũng lông mặt không thẳng mà. Rồi không giờ bằng thẳng không làm thẳng được cộng lông mà. Mà anh lông anh dễ thương mà. Nhiều tình với anh em. Nặng thôi to rồi nên bỏ ba đi để cái đầu bự mình đổ ào nó lâu không có nhận chuột ngon thiệt không trời ơi anh đi trời ơi nó thiệt luôn tại vì xu hời mấy mấy bự quá có lòng không không anh đại dáng mấy cái đi mình mua mấy cái năm gì luôn đó đúng rồi mà rất là dễ mà chuột cúng nhâm á rất là khó nướng liền cơm thì mình ăn hoài chuột cúng nhâm là mình phải tự làm lòng rồi mới vô bởi vì em thấy không rồi nó nhờ anh đúng mày cầu quan vô mới có chuột ăn thôi chứ không có nhờ anh nhưng mà nó nói với thật sự em thấy anh á là rất là nhiệt tình với lại anh em giống như là bên kênh của anh Nét Đẹp Quê Tôi hay là anh Thánh Lại cũng vậy anh lúc nào cũng kiếm mồi màng để cho anh em làm clip thì đúng ra tại vì mình á nói với mọi một đó. Các bạn trên YouTube á mình á thì mình á thì không có biết làm clip hay gì hết mình chỉ có đi làm thuê là ổn định thôi mà tại cái nghề này là mình nghề tay trái lúc thất nghiệp á thì mình đi ra đi làm thôi để chú Dũng nó không chạy thôi được rồi để cho làm thôi để mình làm thôi rồi trời ơi giờ này mới tới cháu buộc
Cua đâu 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 Nha. Hồi nãy 334 đúng không? Ừ. Vậy 442 nè. Thua mình phải đổi chứ thật à. Đúng không? Đá thua quá mà phải mới đổi. Anh nào không có nói vậy giờ em cứ làm em nói vậy hoài. Hôm nay mình cũng ai cũng săn bắt hay này kia. Giờ phải anh lâu lắm rồi á. Ờ cảm ơn nha. Hồi nãy em mới cầu găm lại bây giờ luôn. Mới vừa gần chuyện luôn. Mới vừa chuyện cống giùm ha. Anh ăn ớt được không anh? Hỏi gì? Hỏi thiệt không? Không hỏi thiệt, có quay phim không? Có quay phim. em cứ quay phim. Không anh tức mà. Anh tức hỏi mà nói lời mới nói nè. Một câu thôi. Nếu mà đúng thì Khánh anh em đây cho đúng. Là còn sai thì cứ việc nói anh sai nha. Rồi. Mà anh nói thật tình. Anh nói đi. Tại sao thằng Cưỡng nó nói tình Cưỡng mà nó không biết ớt. Lọc lưỡi rồi. Ta chưa lọc lưỡi rồi người ta cũng phải ăn ớt. Rồi nếu em lọc lưỡi rồi, nếu em ăn ớt thì mới chịu em cái lưỡi em nó dày nữa rồi em không biết nói chuyện rồi. Rồi em làm hình luôn. Rồi hôm nay em nghỉ luôn. Ờ. Ừ. Không. Không ơi tới chừng đó lọc lưỡi nữa. Mà nếu mà lọc lưỡi nữa là mình không ăn ớt. Ờ thì ăn ớt rồi tới chừng đó lọc nữa. Chứ bây giờ luyện trong luyện nó giới hạn thôi. Nói vụ nói tên cửa mà không biết ăn ớt là anh không giờ là đầu con nhum anh. Để giúp đại đi. Ổn định. Không giờ anh tin đúng rồi nó là đất cái nha. Ừ phải đặt bằng ớt mà phải có thời gian vô đây nhiều mới không tiệc là món cái nào cũng có ớt chân rồi vẫn quen ha. Ừ tự mới quen được. Nói chung cái tên Cưỡng là cái tên thường gọi là con, mình nói thẳng là con Cưỡng đó. Anh nói nó tên Cưỡng thôi chứ mình thêm một chữ hiếp vô nó là thôi banh xác luôn. Giờ mấy giờ hỏi hết mấy ông cho chim em Cưỡng biết ăn ớt luôn. Giờ nào mấy ông nói không ăn biết ăn ớt giờ em làm gì anh không chịu. Có đề tài để cho anh nói thôi thấy không? Thấy không? Phải có cái hiểu rồi. Không lẽ hôm nay là anh mình nói đúng. Ông tính nói mà chưa nói đúng không? Ông ăn thịt rửa mà không biết ăn ớt là không đúng. Thôi mày trong giấy chứng minh rồi. Bây giờ chứng minh nè. Chứng minh là ăn ớt nè. Thôi đi. Tôi ăn có đó hai lưỡi tay tôi bốc khói á. Ăn như hoài để ăn hoài. Giống người ta luyện công á. Không mà điều ngon mà né ớt ra thôi. Thiệt là món ăn ngon chứ có cái bào quái đâu. Đồ cay cũng vừa thôi đâu có cay hung. Anh ăn cay được mà ăn the hung thôi, the thôi chứ cay hung mà thôi. Thì anh nói vậy nè, anh nghĩ là tại vì đó vậy em có cái lời hứa là cái đầu em hứa không được thôi. Chứ anh biết vậy anh chụp anh hết liền. Không mà từ lúc mà em hứa tới giờ anh em mình hên luôn đúng không? Vậy cưng cạo hơn dữ hơn nữa. Anh hay quá. Gắt bỏ. Đang nói mà, đang nói mà đang quay. Thiệt quá. Không mà anh nói thiệt với Khánh nha, anh thấy rồi em hứa tới em mới đập chai. Thiệt không? Anh đàn ông mà anh thấy em đẹp mà. Món cứ lo em đi cắt hoài đi. Cạo luôn cũng được. Không à, dạ, anh nói em về em yên tâm đi. Nếu mà sau này là không tại vì lúc đó là anh cũng bí gì mấy. Thôi giờ mình bỏ chuyện đó mình sẽ nói chuyện này để cáo anh cầm đi rượu rồi. Mấy bố em á là em có rượu em phải nói là anh ơi dòng này là uống nguyên ly. Dùng nguyên ly luôn thường anh. Thường mấy người ta mới vô á là ta tự biết người ta tao nằm chỗ. Cậu nói là con lớn thì cũng nguyên viên á còn nít thì nửa viên. Dạ con tự, cậu nói thôi con tự lớn không muốn dạ, con muốn làm con làm sao nguyên viên hả à, biết thì mày lớn thì mày nhỏ thường em tôi giúp nó đi chứ này không đủ nguyên viên thường thường vào ba ra bảy gì đó thì người ta mới vô người ta cũng biết rồi cái tật miền tây mình người ta lại rồi sao bóng chỏng sao bọt dữ rồi vậy là nguyên viên phải không dạ tại vì sợ uống ít là nguyên viên không đúng này có nửa viên tây mình là mới vô đáng lẽ là vào ga ga bảy đó nhưng mà thôi rượu này nó hơi mạnh thôi vào ga bảy xong đi về luôn uống trước hai ly rồi tạm ổn luôn. Các bạn uống rượu đế với mình nha, cũng lâu quá không uống rượu đế. Không à, bữa nay có mấy anh em lại vui lắm. Nói chứ bữa nay anh em mình vậy là vui với mình làm được những cái công chuyện là bữa nay là vui. Anh em không làm đâu. Cái ngày 21 nữa là mấy anh em sẽ có nhiều cái để làm cho thật sự rất hấp dẫn cho cả nhà xem. Thật sự hai anh em đang tạo ra một cái khung cảnh. Rồi xong sau này hai anh em sẽ trồng rau tất cả các cái rồi không có đi mua ra là ở nhà là cứ lấy kéo các cắt rồi xong là lên là có món ăn để cho cả nhà xem và thưởng thức những cái món ăn ngon của anh Kiệt làm nha. Ý là Khánh nói về anh hiểu cũng như là có thể là anh em mình á là
để sau này mình làm những cái chuyện để cho cả nhà bất ngờ. Mà điều mình như này mình không nói đâu, chấm để đó. Dân dân nhờ dân dân. Không, cái đó là câu nói thiệt lòng. Uống được chưa? Mà điều cái là mình uống em. tự nhiên. Ủa nãy giờ cậu cho phép uống mà. À, cái mà ra không qua đây mình không uống. Là, dạ, là, dạ, này, là mình sẽ đưa lên cho chị cả nhà thấy chứ không đưa. Điều cái là mình chấm để đó. Chuyện chưa lớn quá. Đi không phải là gì nhưng mà tại vì làm nhiều cái để cho cả nhà bất ngờ những cái gì mà anh em đúng muốn gấp thôi tới cỡ đó là không phải là muốn giấu gì hết nhưng mà từ clip nó sẽ ra những cái dẫn kế tiếp cho cả nhà xem thì anh em sẽ cố gắng nhiều mỗi ngày mỗi một tiếng tới chính xác rồi là mình sẽ anh em mình nha cố gắng lên lý do sao mình mới cố gắng lên vì khán giả yêu thương vì cả nhà là đừng có phụ lòng của khán giả cô chú nè thì yêu thương mình vì với vợ em thì mình phải gắn đáp ứng lại thêm chi chân là thật ra phụ lòng của cả nhà và của cô chú đó. Mình cũng rất mong là được cô chú quan tâm xem vô đâu hoặc là ủng hộ cho anh em mình chém con lông xong rồi chích quốc là lông anh em gắng quán lên từ đếm gấp con gái nó chòm chòm mà có lỡ nó đổ nước mắm thì con gái nó hấp dẫn lên để chòm qua cho ông long miếng bây giờ mình anh với em thì nói thẳng là vậy mình nói với cả nhà là đúng ra mưa gió là chụp thôi thua. Cái giờ mình có cái lòng đi của ít lòng nhiều bây giờ là mình được cái gì đó thì mình gắng cố gắng hết sức thôi anh chẳng đúng rồi mới tới ăn nhiều vô đem gấp cho anh ạ, mất nhiều gì thôi anh em không ăn không đứng chỗ nhưng mà công nhận cái món này của anh kẹp không có chê vào đâu mà thôi là có nghĩa là mình làm YouTube thì không thắng còn biết một cái món nữa là mình phải làm sao thay đổi sao cho những clip sau nó hay hơn clip trước những clip trước mà này kia nọ phải hay hơn clip vừa hay mà vừa có ý nghĩa nữa em rồi ủa em nói lộn những clip sau phải hay hơn clip trước như là đúng vậy đúng không hay có ý nghĩa đó em đúng nói không những clip sau phải hay hơn clip trước khoan bắt lỗi em là tại vì có khi em bó gói cái em nói chơi đúng rồi nó lộn cái lưỡi á thôi nó lộn cái lời nó lẹo lưỡi á lẹo lưỡi rồi lưỡi lẹo á bữa này nguyên không mà lưỡi vậy cha quần xà bông có cũng bộn ha bộn dữ lúc rồi em bớt đây chết em luôn cái này cũng ngạn giỏi cái là nó không lại được ôi ôi nó thay cảm ứng nha không đâu rượu vậy cảm ứng luôn không cái nhà có rượu vậy cảm ứng nha không không nên để vô vô khỏi nhà cho em đi nè giờ bơm ra nè không nó cảm ứng cái cây bơm ra ra bơm ra rồi để vô rồi mình hút nè bây giờ hút ra nè giờ nó hơi hút nè giờ mình lấy lại bấm lại nè mình bấm nút cho nó lấy lại cái này rồi lấy lại nè lấy được hết rồi. Không phải cho trốn tiệm chút xíu. Anh nói thiệt anh á, tại anh á lên clip á, nhiều khi anh cũng muốn nói chuyện với khán giả nhiều lắm. Mà mỗi lần nói chuyện là anh đóng hôi, tức khổ. Bình tĩnh mà gung hay gì ha. Làm như là mình bối rối gì kia. Không phải. Cái tâm sự mình nhiều quá đúng không? Nó hồi hộp. Ăn đâu hầm nhiều đó anh là nó hết à. Vậy đó. Nó không nhiều vô là tiện hết. Nó không nhiều hết hả? Đúng như là đừng ăn thịt ha. Nó không với rau răm là hết à. Rồi anh không gắng. Làm liền hả? Ông mặn liền rồi. Hình như là quên ăn ngồi sao ta. Ủa anh ăn ngồi vô nhiều nhiều anh. Trời ơi, được rồi. Trời ơi, thôi, bình tĩnh. Dạ. Bình tĩnh mà gung, đừng gấp chân em anh. Gấp anh nhiều quá anh ngại, anh ăn hết trên. Không phải vậy, em biết anh Cưỡng là từ đó giờ là... Này một người đó anh không? Dạ. Ăn cái này nó đúng là anh có hai đúng anh ăn rất là ngon mình chơi với mấy người nếu mà nói này cái này ăn cơm hay là cái gì cũng rất là cái một vấn đề là ăn thịt mà keo á ăn em á họ luôn à anh là anh tại vì cái kiểu như là lại xảy ra mấy con này á không phải là nói mình dài là gọi là sẽ sinh mà nó phá mùa màng của nông dân rất là nhiều ở phía giúp cái này gọi là giúp nông dân mình giúp bà con cô bác để giúp người giúp ta đó chuột nó không có phá. Nếu mà bà con cô bác anh chị xem clip thấy gà chuột hay là gà chuột này nè, nó là chuột dừa hay là chuột cống nhum này nè, nếu mà mình nói là săn bắt cái này là ác á thì không phải là ác. Bởi vì á mọi người cứ suy nghĩ đi. Dừa mà mỗi một ngày một con nó cắn là khoảng 5-7 trái đó thì xuống đất á thì nó sẽ là phá hoại mùa màng rồi còn phay mì người ta trồng á.
một con có thể cắn trong vòng một tuần lễ 10 bữa là nó đứt hết mười mấy bụi rồi, nó cắn đâu ăn đâu, cắn rồi đái trong đó rồi hư hết à, cho nên là mình buộc phải là gài nó. Nhưng mà nó thể thao nó giải trí á. Ừ, cái lỗi của nó là vậy rồi. Không mà anh ghét con chuột á là lý do làm sao mà anh ghét nó không? Anh thấy mặt con chuột với cái không? Phải. Anh thấy mặt nó anh ghét rồi, mà điều phải anh biết anh ghét nó gì không? Cũng như anh em mình á. Giờ anh cũng quá chà ghét. Là mình muốn ăn cái dừa phải không? Ha, là mình móc cái dừa xuống nha. Mình chặt ra. Mình chia ra là chuột 5 người uống trái cũng vẫn đủ. Rồi có người thứ 6 thích ăn cái nữa là nó ăn là tới 6 người. Mà con chuột nó ăn của mình nó. Mà ăn mình nó phải ăn hết, nó ăn chút rồi nó bỏ. Là làm trái khác đúng rồi. Đúng rồi, rồi bắt đầu nó ăn trái khác nữa. Làm trái khác nữa. Anh dẫn như thôi. Dễ gì? Chứ giờ bây giờ cái trái dừa trà bá này nè. Mà mình ăn mình bao nhiêu? 3-4 người uống trái dừa tàu. Mình ăn được cái 3-4 người mà nó ăn mình. Một trái dừa mình ăn mấy người à? Mà nó ăn rồi nó phải đâu nó ăn đâu hết. Mình uống nước ăn cái còn nó là nó cạp cái màu. Nếu như mình làm chế biến món ăn đó, một trái dừa có thể 10 người. Đúng không? Có thể 15 người không? Đúng không? Hình rồi, tại là cái đó là như là làm nước cốt hay là mình uống nó, chết á. Dừa này đấy, cái là mình phải rồi. Biết nói lý do sao nó chết, mình phải hại cái tên nó ra, ở cái tội nó ra. Tại vì nó ăn xài phung phí, không biết tiết kiệm. Thấy không? Bắt buộc mày phải chết, mày phải chết. Đúng rồi, chính xác. Cái này là đúng rồi, ăn xài phung phí đâu hết đâu. Rồi cái điểm thứ hai nữa là lý do sao nữa? Nó phá hoại mùa màng mà nó tội của nó là không biết phá hại của ai nữa. Bởi vậy nó không, ai nó cũng phá nó, không kể người nó biết người nào giàu người nó nào không nghèo. Nắm ngõ nguồn gốc là vườn này của ai, vườn của ai nhiều khi ta vườn ta có mấy trái nó ăn hết. Giả tỷ như em có 3 cái dừa đi là nó phải để lại, còn ai mà chừng chục công nó cứ gì ăn. Như mình của anh là nó ăn phải đúng ăn thoải mái ăn phà luôn. Đúng không? Không, anh nói đúng không? Đúng rồi. Này... của anh ăn không ai đi em chưa lỡ cho con chưa lỡ không dám nói đã ăn mình em quá anh trời. Giận nó là cái chỗ là nó không cho mày nó không biết thương người tại vì nó ăn của em mà anh ghét rồi đây là gọi là ông giật mày sao nó biết thương người biết sao bây giờ cả nhà ơi bữa nay là một cái cuộc nhậu là rất là lâu rồi mấy anh em nhậu lại rất là vui. Cũng có khoảng tầm 10 ngày nửa tháng gì đó, nhưng mà bữa nay đó được một cái món chuột đó là thìa rau găm của anh Kiệt, nhưng mã chuột là chuột của anh Cưỡng. Thì đem lại thì chế biến một cái món ăn rất là ngon từ anh Kiệt. Thì cuộc chui nào cũng tàn thì thôi, Khánh Ma xin tạm dừng clip tại đây. Rất mong cô chú anh chị và các bạn luôn luôn yêu thương Khánh cũng như là anh Kiệt. Thì hai anh em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, quay nhiều clip hay hơn nữa cho cả nhà xem. Thì anh Kiệt có lời nào nói với lại cô chú anh chị và bạn không? Bữa nay hai anh em mình vui lắm. Rồi, giờ anh em nói rồi phải không? Giờ anh xin nói, nói chung là gì? Trong thời gian qua thì mình có gì sơ suất thì xin cả nhà với cô chú bỏ qua cho ha, tại vì lý do nó vậy. Nhiều lúc là tâm trạng mà lúc này lúc khác chứ không có ý gì đâu, rất là vui. Như mà bữa nay mới vui dữ nè, nay như là được anh em bữa nay mới hướng rồi có đem mấy chuột vô rồi gặp Long. Nói chung hôm nay lên chơi cũng rất là nhiều lần rồi, nhiều anh em mình chơi thôi chứ cũng chưa được chưa có vụ hôm nay chưa được nhậu. Hôm nay làm cho có tới nhận bữa dạng tình trạng quy lốc vậy thì bữa nay cũng có mấy được chuột mấy chuột thì mình làm món là chuột kiệu găm. Thì nói chung nãy giờ nói lý do nói đặng chi nói cho nó có chuyện nói hoặc là để cho nó hào phóng cho vui vẻ cái tình thương mến thương thôi. Chứ hồi xưa nó kêu là tình đồng bào đồng chí đó. Bây giờ mình nói tình thương thương vậy thôi. Giờ mình rất mong là cả nhà và cô chú là thương yêu là quan tâm và ủng hộ cho hai anh em là mình với Khánh với Quế được sau này sẽ được làm những clip là nó hay và nó hấp dẫn hoặc là động lực là nó vươn lên thêm càng ngày càng hay vậy thôi. Giờ mình xin hết. Một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Cảm ơn anh Cưỡng, cảm ơn anh Trạng, cảm ơn anh Long nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt các nhà. Bye bye.